Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay, hạt mưa chợt khẽ. Ôi giời ơi. Không biết gì về âm nhạc rồi, biết rất ít bài hát thế này mà có từ khẽ luôn. Khẽ. Khẽ gì mình còn chưa nghĩ ra đây, đừng nói đến Lan Anh. Khẽ khàng, Lan Anh bảo với Linh là Hello, 안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Becalin. Nghe nhật đó. Sau một thời gian vắng bóng thì mình cũng đã đọc được comment của rất là nhiều bạn. Thì mình cũng thấy là khá là nhiều người comment kiểu như là nói là tò mò về giọng hát của mình. Và cũng nhiều bạn biết là mình trước đây thì mình cũng có đi hát nữa. Cho nên là hôm nay mình sẽ thể hiện cái giọng hát của mình cho các bạn nghe, nhưng mà qua một thử thách. Và mình cũng muốn thử thách giọng hát của tất cả các bạn ở trong FVM nữa. Thì hôm nay đây rồi, mình bắt được rất là nhiều bạn ở đây. Mọi người đang đi quay các bạn ạ. Đây cả Hope Siem. Mọi người ơi, hôm nay em quay vlog có một thử thách là kiểu hát nối chữ ấy. Chị có biết cái trò đấy không? Là bây giờ em sẽ hát, xong em dừng lại ở câu nào thì chị phải nối tiếp cái câu đấy bằng một bài hát. Có bắt đầu bằng cái chữ cuối cùng trong câu hát của em. Đúng rồi. Có nghĩa là ví dụ chị, cái chữ đấy nó không phải là chữ cuối cùng, chữ đầu tiên của bài đấy. Mà chữ ở giữa cũng được, nhưng mà chị phải hát đúng cái tông của cái chữ đấy. Dư lão nhỉ? Hơi khó đúng không? Cái chữ cuối cùng của câu em hát là chữ đầu tiên của chị. Của chị. Chỉ cần như thế thôi, không cần nó không cần thiết là phải là cái chữ đầu tiên của bài. Đúng rồi, từ đầu tiên câu hát của chị thôi. Ok nhá. Chơi nhá. Bây giờ hát về gì ta? Bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất. Trời ơi nhất. Quên từ từ, nói luật chơi nhá. Bây giờ nếu mà thắng ấy thì sẽ được 100. Đồng ý không? Đồng ý. Ok, còn nếu mà không thắng thì sẽ bị em gõ đầu. Ôi trời ơi. Em chuẩn bị một dụng cụ để gõ đầu rồi. Nhất khó quá. Hết giờ nhá. 5 4 3 2 1. Hết giờ. À. Bây giờ đã bị đánh rồi mọi người ạ. Bây giờ đến người tiếp theo. Bây giờ mình bắt được anh Toàn rồi. Cái gì vậy? Bây giờ là em, lúc nãy em thử thách Hồng Xiêm là em, bây giờ em hát xong rồi cái từ cuối cùng của em anh phải nối tiếp. Ồ. Thử thách giọng hát của bọn mình. Thế thắng được cái gì, thua được cái gì? Thắng thì sẽ được 100. Đâu? Tiền đâu? Đây. Thấy tiền đã, đâu? Đây. Đây, cầm 100. Trước nào. Từ từ đã, biết đâu là thắng. Xem tiền thật không nào rồi. Tiền thật. Rồi, series này là được đấy, con số phát tài phát lộc đấy, được. Ok nhá, còn thua thì sẽ bị đánh như thế này vào đầu. Được, quá lãi quá, gì nữa. Rồi, bây giờ em sẽ hát thôi. Em muốn được dựa vào anh ngay từ sau mãi mãi. Thế nào? Mãi mãi à? Ừ, mãi, từ mãi. Từ từ nhá, mình kết nhá. Chết rồi. Mãi bên nhau vẫn nhá. Chứ phải là một câu. Hát cả câu gì? Đứt tay đây nào. Mãi bên nhau vẫn nhá. Anh sẽ hát từ mãi bên nhau đúng không? Từ mãi, phải hát từ, bắt đầu từ mãi. Phải nối tiếp. Mãi bên nhau vẫn nhá. Ở ngoài kia. Thôi ta chịu với thể về khó ấy. Nào đây. Cầu cao kênh ấy. Đây cầu cao kênh. Hát nối, chơi trò hát nối là tôi sẽ hát xong rồi tôi hát tôi dừng lại ở câu nào, từ nào thì bác sẽ nối tiếp cái từ đấy của tôi. Chơi nhá. Chơi không? Thắng thì sẽ được 100. Nhưng mà đọc được không? Phải đọc cơ. Bác không yêu ái tôi hơn được một tí à? Không đâu, phải đọc cơ. Đây, bác cầm cái này đi. Đọc nhá. Thôi được rồi, đọc cũng được mọi người ạ. Bình thường thì Lan cũng không bao giờ hát cho ai nghe đâu, nhưng mà chắc là mình cũng không phải là người đặc biệt của Lan Anh, như là Lan Anh không hát cho mình nghe cái đâu. Này là cái này là hát giấu kín chứ không hát công khai này. Thế là
hát thầm cho tôi nghe thôi chứ không cho khán giả nghe đúng không? Khán giả nhá, bạn nào mà muốn nghe Lan Anh hát thì inbox riêng của mình thử nhá. Để hôm nào mình sẽ quay lại Lan Anh hát thôi. Ok, nhớ thôi, nhớ rồi. Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay, hạt mưa chợt khẽ. Ôi giời ơi. Chết người ta. Đùa chứ với một cái đứa không biết gì về âm nhạc rồi ít rất biết rất ít bài hát thế này mà có từ khẽ luôn. Khẽ. Khẽ gì mình còn chưa nghĩ ra đây, đừng nói đến Lan Anh. Khẽ khàng Lan Anh bảo với Linh là Lan Anh không biết. Thế là ăn đòn đúng không? Lan Anh khẽ khàng chịu thua mọi người ạ. Chơi đi. Ừ. Chán quá đúng không? Okay, 100 người. Chúng ta sẽ đi tới người tiếp theo nhá. Gì gì. Xem khả năng ca hát của Việt Anh như nào. Cái gì nhỉ? Lần này Linh thua chắc các bạn ạ. Cứ để xem. Thấy chưa, chơi mà đã nghĩ ra không được rồi nhá. Hỏi sao đứng trước máy quay là mình bị run ấy, mình không nghĩ ra được bài hát gì cả. Ta yêu sai hay đúng. Cái gì đấy? Thế thôi. Thế thôi. Không, mình không nhớ lời tiếp theo. Đúng à? Ừ, vẫn là có. Đúng không? Anh nhắc lời mình. Đúng à, đúng à. Không phải vẫn là thua ba. Tự nhiên từ đúng mà lại khó thế nhở? Thôi nên ra cái câu khác đi, để nhân ra một câu nó lại nó lẻ tẻ thế. À? Ai chơi thế? À. Chết, một người đã thua mọi người ơi. Bây giờ chúng ta sẽ trên đường. Trên một quãng đường mà đi tìm một người thắng cuộc. Theo như em được biết ý, thì anh cũng là một gọi là ca sĩ lừng danh nức tiếng ở Ninh Hiệp đúng không? Cái này cũng là cái bí mật của anh nhưng mà giới thiệu qua bản thân đi. Thôi thì đến nước này thì cũng phải lộ với mọi người thì mình cũng đã có debut. Đấy các bạn thấy trong không? Cái là trong luôn. Trong luôn. Đấy. Sao? Bây giờ muốn anh hát bài như nào? Đây là có chỗ để cho anh thể hiện giọng hát đây thì là các bạn khán giả của em ấy cũng muốn nghe giọng của em với cả nghe giọng của mọi người trên FM này. Hôm nay em làm một cái vlog. Dạ. Thì là em thử thách giọng hát của mọi người. Dạ vâng. Là bây giờ chơi kiểu cái trò mà nối hát nối là em hát một bài thì xong rồi anh sẽ phải em dừng lại ở đâu thì anh phải hát nối tiếp ở đấy bằng một bài khác. Đồng ý không? Nếu mà thắng thì sẽ được 100. Còn nếu mà thua sẽ bị em gõ đầu. Em bật mí nha, từ nãy đến giờ là chưa có một ai thắng đâu đấy. Anh phải là người thắng đầu tiên đi. Là anh phải hát thật á? Ừ. Phải thể hiện giọng hát chứ, là anh Hà còn hát đấy. Anh Hà chưa hát với ai bao giờ đâu. Đấy, chết. Thế này mọi người biết hết, là anh Bin hát hay rồi. Rồi, không hát được không? Trời nhá. Đều ơi, nỡ mà. Nhưng mà bây giờ mà anh thắng thì anh có được 200 không? Gấp đôi không? Tại vì anh phải thể hiện giọng hát của mình mà. Giọng hát của anh cũng tính ra tiền chứ, đúng không? Đấy. Thì thắng bây giờ phải cho gấp đôi đây được không? Dù sao thì cũng là ca sĩ mọi người ạ. Gấp đôi mọi người. À, thế là mọi người đồng ý anh ạ. Thế ok, gấp đôi. Rồi, sẽ thưởng cho người cuối cùng, nếu mà thắng cuộc thì sẽ cho gấp đôi. Rồi, okay. Sao? Bây giờ mình sẽ bắt đầu vòng rồi hát nhá, lấy tinh thần chưa? Rồi ạ. Cái gì nhỉ? Mi. Ok. Ok. À, em nhớ rồi, một cái bài hát mà dạo gần đây mọi người rất hay nghe. Anh, ngày anh đánh rơi nụ cười vào em, có nghĩ sau này em sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngày thơ. Ok. Tức là anh phải lấy cái từ anh phải lấy cuối cái từ thơ đấy để làm đầu của anh. Ừ, phải để làm đầu. Hát bất kỳ một bài nào cũng được. Thơ làm gì có gì từ thơ. Lửa. Đấy mới khó. Nãy giờ chưa ai thắng được em đâu đấy. Thơ. Giật
lại được không? Xấu ấy, chơi thơ làm gì có bạn nào thơ. Nhưng nãy giờ là mọi người em đều thế đấy. Phải khó chứ, dễ thì đâu phải là chơi đâu. Không được, phải bắt đầu chữ thơ, làm sao có bài nào mà bắt đầu từ thơ. Không, không cần bắt đầu từ nó mà là anh lấy cái từ đấy. Anh làm đầu tiên cũng được, không cần bắt đầu từ nó. Thì đấy là chả là lấy từ đấy làm đầu câu hát của anh gì nữa. Đúng không? Thế thì lấy đâu không, ra không là... Thế thì có thể là em không là nàng. Đấy được đúng không? Phải bắt đầu từ thơ. Phải bắt đầu bằng từ thơ đấy. Và như phải đúng tông. Chịu. Chịu rồi vị, mọi người ạ. Vị chịu rồi. Đưa đầu đây. Từ thơ ạ. Ôi, chơi xấu. Bỏ sao em không ai thắng được. Đấy. Không phải chơi xấu nhưng mà em. Đến đoạn đấy là em không thua rồi. Cảm ơn anh, nhưng cảm ơn vì sự hợp tác của ca sĩ Bin. Hello. Ờ. Đây là cầm. Có nhóm gì đấy, đang xem TikTok. Đây, từ anh Cao này thì là thành viên mới của team mình mọi người ạ. Nhưng với cả em thấy bảo là anh là ca sĩ nằm vùng ở phố đi bộ đúng không? Mọi người biết bí mật này nhỉ? Ở đùa ấy, thật ra thì mình chỉ có một điều mình giấu ra chiều cao mình thay đổi thường xuyên. Okay. À, còn về việc hát thì mình cũng đang đi học hỏi nhiều. Nếu mà chiến thắng trong tràng xuân này thì thử thách này thì anh sẽ được 1 lít. 1 lít? Ok. Thế là có ai được 1 lít đấy chưa? Chưa ai được 1 lít đấy cả. Thế nên nhưng mà bây giờ anh thắng thì anh lấy hết 1 lít của những người kia được không? Tức là anh có được bao nhiêu người ấy nhỉ? Bao nhiêu 5 người? 5 người đúng không? Đến anh người thì 5 à? 5 lít mọi người ơi. Đến anh người thì 6. Thế là 6 lít mọi người. 6 lít ok không? Ờ, 6 lít ok đây. Không mọi người? Ok. Ờ, hiện tại đây đang còn 5 lít đây này. Đang còn 5 lít nhá, đang còn 5 lít. Đang có 5 lít ở đây. Ok. Đấy, cho anh ngửi trước nha. Ờ, tiền thật, tiền thật. Bây giờ trò chơi này mình sẽ cố gắng dừng lại ở một cái từ rất là dễ, cực kỳ dễ để cho anh Linh phải thắng. Nào. Em cầu xin thắng em nhá. Em mất tiền bây giờ. Cái gì nhỉ? Cái gì? Dường như nắng đã làm má em thêm hồng, làm mây bay đã yêu tóc em. Em à? Ừ, em nhiều lắm đấy. Thật ra thì mình không phải là người hát hay lắm. Không thuần nhiều, hát karaoke thì bất chấp nhưng mà... Thôi. Ở đây anh nhớ thôi mà. Em à? Em Hơi lâu. À. Chơi mình sẽ chơi kiểu này. Em lúc này mang nắng gió mưa bay, nắng tắt mây đen kéo về. Okay. Ở đây sát vai kề. Được. Như nào nhỉ? Được mọi người ạ. Thế là ôi, tự nhiên sáng thức dậy ta là 7 bi cái. Bây giờ được 5 lít nữa. Mình đã tìm được người chiến thắng rồi mọi người ơi. Ừ. Và cái tờ 5 lít này cuối cùng đã có chủ của nó. Anh bị nóng vội. Anh kiểu Trao thưởng cho anh nhá. À, anh đòi 6 lít nhỉ? Ừ, đây là 5 lít của người ta, có 1 lít của anh. Có mọi người có 1 lít nữa cho mình vay. mọi người donate cho Linh thằng Bình Kiến nha. Cho mình vay nào. Để mình có đây rồi. Mình vừa đi vay được bạn quay phim 1 lít mọi người ạ. Quay phim của BK Linh là một người cực kỳ giàu có mọi người ạ. Trao thưởng. Đây, okay. Thêm đây nữa. Đó, mọi người nhìn thấy. Cuối cùng cũng tìm được người chiến thắng rồi mọi người ơi. 6 lít trao tay. Linh Việt Cào, ok. Bất chấp Samita. Ôi. Hai phần thưởng mọi người ơi. Tự nhiên sán được 6 lít. Nhiều em rất nhiều, sau cái rủ anh chơi tiếp nhá. Ok. Bye bye. Ơi, thế là cuối cùng cái thử thách của mình cũng đã tỉ ra được người chiến thắng rồi. Mình cứ nghĩ là sẽ không có ai chiến thắng được không. Nhưng mà cái từ vừa nãy là mình có hơi thiên vị anh Cao một chút đúng không? Nhưng cuối cùng thì cái phần thưởng của mình cũng đã được trao tay rồi. Rất cảm ơn các bạn đã xem cái vlog của Sun Chôn của mình từ nãy đến giờ. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình like và subscribe kênh Khánh Linh FM ở những cái clip tiếp theo mọi người nhá. Có trò gì vui Chôn Chôn thì mọi người nhớ comment xuống dưới cho mình nhá. Ok. Quay phim mất tiền nhá. Ok, em biết. Mất tiền nhá. Em biết tiền em.